Các bạn là người yêu thích ca hát và các bạn thường xuyên hát karaoke. Và các bạn muốn làm riêng cho mình một cái video karaoke để mỗi khi tụ tập bạn bè lại nhậu và hát karaoke thì các bạn còn có thể tự tin mà nói rằng đây chính là video karaoke do tao làm ra. Ghê không? Và nếu như trong video đó có hình ảnh của các bạn thì người ta sẽ rất là nể bạn. Nói thằng này sao nó làm được video karaoke hay dữ ta? Nó lên TV luôn ta. Ghê không? Chính vì lý do đó mà bạn nào yêu thích ca hát thì không nên bỏ qua video này. Và ngay bây giờ đây, Thế Tầm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm video karaoke ngay trên chính điện thoại di động của các bạn rất là dễ dàng và nhanh chóng. Các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tầm nhé. Bắt đầu! Ok, và ở bước đầu tiên các bạn sẽ mở chiếc điện thoại di động của mình lên và các bạn sẽ tải cái ứng dụng KaiSmarter này về. Nếu bạn nào chưa biết cách tải và sử dụng thì các bạn hãy xem video hướng dẫn của Thế Tâm để các bạn biết cách tải và sử dụng miễn phí, không có cái logo của nhà phát hành. Và sau khi các bạn đã tải về xong thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở nó lên. Tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào dấu cộng. Các bạn chọn 16:9. Ở bước đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào phương tiện nè. Và các bạn sẽ chọn một cái video hay là một cái tấm hình bất kỳ để chúng ta làm karaoke. Thế Tâm sẽ chọn một cái video nè. Ok nè. Và chúng ta sẽ có một cái video như thế này. Thì có hai cách để chúng ta làm video karaoke. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thứ nhất. Cái cách này rất là nhanh. Bây giờ ví dụ các bạn muốn làm karaoke bài hát nào thì các bạn sẽ tải cái video đó về. Đó, các bạn nhấp vào lớp nè, phương tiện nè. Đó, ví dụ các bạn đã tải về xong, các bạn chọn nè. Và đây là cái video karaoke, các bạn phóng to ra. Ok, đây là cái bài hát Cô Hàng Xóm. Thế Tâm tải của kênh Tứng Cò Karaoke. Đó. Và ví dụ bây giờ các bạn muốn tạo cái chữ karaoke của bài hát này vào cái video của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta lấy những cái chỗ nào chúng ta cần lấy thôi. Tiếp theo các bạn kéo xuống, các bạn nhấp vào chữ trồng trọt nè. Đó, các bạn bật cái này lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thu vào. Chúng ta chỉ lấy cái phần chữ thôi. Đó, cái phần nào không lấy chúng ta loại bỏ. Xong, ok. Đó, bây giờ các bạn sẽ phóng to lên. Chúng ta đặt vị trí nào đó chúng ta muốn. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống ngay cái phần phím chroma nè. Đó, các bạn sẽ bật cái này lên. Tắt cái này. Chúng ta sẽ đẩy cái thanh này lên. Xong các bạn sẽ đẩy cái thanh này xuống. Đó, với cái cách này thì nó cực kỳ nhanh nhưng mà nó không có được đẹp cho mấy. Nếu bạn nào muốn nhanh gọn thì có thể dùng cách này. Đó. Ok, chúng ta sẽ cùng bấm thử nè. Rất là nhanh chóng để có một cái video karaoke. Và ví dụ như các bạn cảm thấy cái cách đó xấu quá, các bạn muốn cái chữ tự mình viết ra. Ok, và đây vẫn là cái video mà chúng ta chuẩn bị sẵn. Và bước tiếp theo, các bạn muốn làm karaoke bài nào, nhạc nào thì các bạn chỉ việc tải về. Các bạn nhấp vào lớp nè, phương tiện nè. Đó, ví dụ các bạn tải về xong, nó nằm ở đây. Đó, ví dụ như các bạn muốn làm cái video karaoke về đâu mái tóc người thương. Mục đích để chúng ta tải cái video karaoke này về là để chúng ta nhìn theo cái chữ này, để chúng ta tạo cái chữ cho nó đúng nhịp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kéo bự nó ra. Và các bạn sẽ kéo xuống phần trồng trọt nè. Tiếp tục chúng ta bật cái này lên. Và chúng ta cũng sẽ thu nhỏ nó lại, chừa cái chữ thôi. Đó, ok. Xong chúng ta đưa nó lên, cho nó nhỏ lại xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo chữ cho video của mình. Các bạn sẽ nhấp vào cái chữ lớp nè. Tiếp tục các bạn nhấp vào văn bản nè. Hồn lỡ xa vào. Ok. Đó, các bạn kéo to ra. Xong chúng ta kéo xuống đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ A nè. Để chúng ta chọn cái phông chữ cho nó to to một xíu. Đó, các bạn sẽ chọn cái phông chữ to nè. Ok. Và chúng ta sẽ thêm cái màu viền cho nó. Các bạn kéo xuống ngay cái chữ T nè. Bạn nhấp vào. Đó, các bạn bật lên. Chúng ta cho nó cái viền màu đen như thế này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo dài nó ra. Thì các bạn xem ở trên này nó tới đâu, các bạn kéo dài tới đó. Đó. Đây, đến lúc nó sắp mắt nè, là ngay điểm này. Chúng ta sẽ kéo nó về ngay điểm này. Ok. Tiếp theo là chữ đôi mắt em. Chúng ta sẽ ghi vào. Đôi mắt em. Ok. To ra. Và chúng ta cũng sẽ chọn đúng cái phông chữ luôn. Ok. Chọn cái viền luôn. Bật lên. Ok. Và cái chữ đôi mắt này chúng ta kéo dài ra cho nó bằng cái chữ ở dưới luôn. Đó. Xong bây giờ các bạn sẽ nhấp vào từng chữ nè. Hồn lỡ sao vào nè. Các bạn nhấp vào ba chấm. Các bạn nhấp vào sao đúp. Đó là nó thành hai chữ giống nhau.
cái chữ đôi mắt này cũng vậy luôn. Bạn nhấp vào ba chấm, chúng ta sao đúp luôn. Và cái chữ ở dưới nè, các bạn sẽ nhấp vào đây. Các bạn sẽ thay cái màu khác cho nó. Đó, ví dụ như các bạn làm karaoke tông nam thì các bạn chọn màu xanh dương, còn nữ thì các bạn chọn màu đỏ, màu hồng. Ở vậy Tâm chọn màu xanh dương nè. Ok nè. Tiếp tục các bạn kéo xuống, các bạn chọn cái viền cho nó. Các bạn đổi lại thành màu trắng. Ok. Xong. Cái chữ đôi mắt em này cũng vậy. Các bạn nhớ là các bạn đổi hàng ở dưới nha. Hàng ở trên là màu trắng, còn hàng ở dưới là màu xanh. Đó. Viền cũng vậy luôn. Màu trắng. Ở dưới là trắng xanh, còn ở trên là đen trắng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo tới. Và các bạn nhìn thấy chữ ở trên này nó sắp chạy nè. Là các bạn sẽ dời chữ ở dưới này đúng ngay cái điểm đó. Đây cái phần copy màu xanh nè, chúng ta sẽ dời lại ngay đó, ngay cái điểm này. Xong các bạn sẽ thu lại đó, cho nó dài hơn video trên xíu. Cái chữ đôi mắt em cũng vậy luôn. Các bạn kéo lại. Đó, khi nào cái màu xanh nó bắt đầu qua thì chúng ta sẽ dời cái chữ đôi mắt này lại chỗ này, ngay cái dấu gạch luôn. Rồi, thu này vô. Đó. Ok, và bây giờ tiếp tục các bạn sẽ chọn vào cái chữ màu xanh ở dưới nè. Cái dòng chữ xanh này các bạn nhấp vào. Tiếp tục các bạn chọn trong hoạt ảnh. Các bạn kéo xuống. Các bạn chọn là xóa bên phải. Đó, và các bạn có thể kéo cái thanh này để cái chữ của chúng ta nó chậm hơn. Đó. Tùy theo bài hát mà chúng ta làm nhanh hay chậm. Ok, và ở dưới này cũng vậy luôn. Các bạn nhấp vào trong hoạt ảnh nè. Xong các bạn kéo xuống. Các bạn chọn xóa bên phải. Rồi chúng ta kéo cho nó chậm hết mức luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử nè. Đó. Cũng khá là ok rồi đó. Và cái câu tiếp theo là chiều nao xõa tóc nè. Chúng ta sẽ kéo lại ngay cái điểm nào mà cái chữ mới bắt đầu. Đó, cái chữ chiều nao vừa xuất hiện nè, là các bạn sẽ bấm vào cái chữ tiếp theo. Văn bản nè. Chiều nao xõa tóc. Ok. Kéo bự ra. Tiếp tục chọn cái chữ cho nó đúng. Rồi kéo xuống chọn cái viền màu. Bật lên. Đó, các bạn cứ canh theo cái video ở trên là ok. Các bạn xem cái chữ tóc khi nào nó mất nè. Đó, ngay chỗ này nó mất. Thì chúng ta sẽ kéo cái chữ tóc này cho dài lại tới đây luôn. Và tiếp theo cái chữ ngồi bên rèm nè. Kéo lại cái chữ ngồi khi nào nó xuất hiện. Đó, chúng ta cứ canh cái chữ nó xuất hiện rồi chúng ta tạo cái chữ nè. Các bạn làm đúng cái quy trình là nó rất là nhanh. Ngồi bên rèm. Ok. Rồi phóng to ra. Quăng xuống. Rồi chọn cái chữ. Nó cứ quy trình nó cứ vậy thôi. Ok. Chúng ta xem cái chữ rèm này khi nào nó hết nè. Các bạn kéo lại. Đó, chúng ta kéo tới đây. Ok. Và tiếp tục chúng ta sẽ nhấp vào, chúng ta sao chép nó ra. Nhấp vào ba chấm nè. Các bạn sao đúp nó ra. Đó, anh ở dưới này cũng vậy luôn. Ba chấm. Sao đúp. Đó, và chúng ta đổi cái màu cho cái thằng ở dưới. Đổi lại là màu xanh. Ok. Đó, và cái viền chúng ta sẽ đổi lại. Cho nó thành màu trắng. Đó, cái quy trình nó vậy thôi. Tiếp tục anh ở dưới này cũng vậy luôn. Đổi lại thành màu xanh nè. Quyền trắng nè. Đó, và ngay cái chữ ngồi bên rèm bắt đầu nó chảy màu xanh nè. Thì chúng ta sẽ đẩy cái anh màu xanh này lại đúng ngay cái điểm đó luôn. Đó, cái chữ chiều này cũng vậy luôn. Kéo lại. Đó, anh vừa chạy miếng vậy thôi. Rồi, đẩy cái anh này lại ngay cái móc này luôn. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ màu xanh nè. Các bạn chọn trong hoạt ảnh. Và chúng ta chọn xóa bên phải thôi. Đó. Rồi kéo cái này cho nó chậm lại. Ở dưới này cũng vậy. Trong hoạt ảnh. Xóa bên phải luôn. Cho chậm xíu. Ok. Và ở cuối cái chữ chúng ta sẽ làm cho nó biến mất. Các bạn sẽ nhấp vào nè. Chúng ta sẽ chọn là hoạt ảnh xóa lớp. Xong các bạn chọn mờ dần. Đó, để người ta hát xong là chữ nó biến nè. Đó. Ok. Rồi, cái quy trình của nó chỉ có vậy thôi, các bạn cứ làm tiếp tục hoài hoài luôn, đến hết bài hát luôn, là ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái thành quả xem như thế nào nhé. Ok nè.
Rất là đơn giản phải không nào? Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!